Đây bác sĩ ở đấy không, mình Xin mua về chào đâu. mọi người. Có cái loại này nhưng mà nó là hình vuông. Có nhiều loại à? Có loại hình vuông nắp xanh ấy. Ôi loại Xanh. đấy là super cool luôn mà. Mát vách cứ luôn. Quá Nhỏ tự. xong là khỏi mở luôn. Có nhiều loại mà. Nhỏ xong mù luôn. Nó xinh mú luôn, nó mát. Đây nha mọi người. Đây là thế giới bánh ngọt, thế bánh ngọt cái quá. nhỏ đi thôi đi Nhà chị kim ơi. chi. Bắt đầu tô màu nha mọi người. Thế thì tôi cũng chịu rồi. Mà thế thì tôi cũng mua thử nè. Không mà Tuấn Anh chả thử. Không rồi, binh đâu trời. Tuấn Anh thì ít lắm. Thì tô màu cho em đi. Học. Anh chơi hai ván rồi, thua hay thắng? Học. Mẹ hôm qua thua mặt Mới cau chỉ là khởi đầu. Không, tôi chơi thêm, tôi không chơi nữa. Chơi nữa là thua á. Tưởng tất cả chỉ là khởi đầu. Giờ chỉ chơi 3 ván một ngày. Tối đi đi. À, không. Hết mẹ tiền. Đi tiền này. Em vừa xin tiền mẹ xong. Mẹ bảo là tao vừa cho mày lại xin. Xong cuối cùng là không cho đúng không? Không, sao mẹ không dép nữa rồi. Không thấy mẹ nhắn gì nữa. Kìa mẹ không cho rồi. Không nhận nữa, dỗi luôn. Của gỗ là mới này. Xin tiền mẹ trước khi ra trường. Ra trường xong là khỏi xin. À đâu, chân đi rửa. Còn một năm nữa là được xin tiền mẹ thôi. Ô, mình sẽ thiết kế một con thuyền như này. À, nhưng mà đi kéo. Đã lẽ phải có kho báu ở đây chứ. Không nói gì. I love you. Con thuyền bị đắm này đáng lẽ phải có kho báu ạ, phải đáng ở không có thì thôi nất đi bên nào được này. Oh shit, bên này đi, bên này đi cho an toàn. Anh thử nghe mà xem. Hmm. Có mà, không phải không đâu. Thuyền con dương thì cất được đồ. Có mà. Nhưng mà đấy, chẳng hiểu sao nó không hiện lên á. Tầm to vãi cứt. À. Ở nơi đâu đó nhìn quả phượng. Quả già. Thua đi tình rồi. Ngoài nhà. Tôi thua cho chị đi. Lên nặng lắm rồi. Mấy đây không chữa kỳ đâu. Nó mồm lắm rồi. Nặng quá không chữa kỳ đâu. Đi không biết đường nào để về luôn á. Cái thật chứ. Chiếc tịch. Rồi, chú bé chèo thuyền vào cái kết. Bây giờ sống qua ngày trên biển này. Đến chỗ nào mà nhặt được đồ gì nhặt hết. Xong mò đường về. Tại hôm đi là tôi cứ đi đại thôi. Cầm theo cái giường rồi đi đến đâu ngủ đến đấy. Giờ mà đi ra đây tiếp có nhà mình đến đích không? Có khi nào, tối trên biển là nhiều quá mà. Có khi nào, một nơi đâu đó nhìn về. Thôi đi về chỗ này đi cho anh quả. May là còn chuẩn bị sẵn bao nhiêu đồ ăn đây này. Đủ để ăn suốt từ giờ đến đêm hết. Chơi game từ giờ đến đêm hết đồ ăn. Cái gì? Quá mệt cái game này rồi. À, game cho đẻ này bị sao ạ? Game này nó bị rắc rưởi. Chơi mà đéo đi, xóa đi. Ai ơi, không xóa được. Chơi mà, chơi game trời nhiều ơi, người ta mà. Cày bao lâu bây giờ kêu xóa được sao? Game rác mà. Thôi treo vậy thôi. Tôi chỉ là game rác rồi mà. Sao em không quay lên lọc đi trên rồi? Không anh ơi, chán lắm. Chỉ chơi được nửa buổi rồi là hết cái để chơi rồi. Bữa sau là gì ạ? Ok. Trước nặng nặng đó anh sắp cho chơi lên lobby. Chịu. Chán lắm. Giờ sao lại không?
Ước mơ đã được thành thực thật á. Yo, chán lắm ngồi đây muốn chỉnh và chơi game mà vẫn phải quay video. Ôi, máy á, có hai cái thì còn chơi một cái chán rồi. Lên nào. Cuối tuần em về quê à? Cuối tháng gì anh? Cuối tháng em đi du lịch thì anh đi không? Mẹ rủ mấy lần rồi đấy. Anh không đi thật. Mẹ rủ cứ hỏi Thịnh đi không? Hỏi nhiều ấy nó bảo không rồi hỏi. Ngại lắm. Ai cũng hỏi, không chỉ riêng mẹ em mà các gì cũng hỏi, cả là chú cũng hỏi. Đi luôn. Cháu rể của gì đâu? Ơ, sao cứ đặt. Cháu rể của chú đâu? Gọi nó về uống rượu. Ok luôn. Thôi ngại lắm uống rượu xong mẹ. Sợ tiêm xấu, người say xấu mặt với Mắc Vân lắm. Đừng sợ cho mọi người say ngại. Hôm bữa sang nhà ăn cơm họ hàng tôi nhật các chú mời rượu ngại và cháu đang kiêng. Hay rồi mình tôi là tôi uống hết tiếp tới đến luôn. Ủa cái nhà này con quen ta. Ê ra mày. À cái chỗ này cái chỗ hôm nọ mình vừa ở đây nhỉ. Mình ngồi tổ bố con lại à. Thế là sắp trở lại cho cô ở đu sân chích tịch. Mày không bị ảnh à? Hả? Gửi rồi. Gửi lại ảnh à? Không. Anh chụp một đống rồi anh gửi dần đúng không? Không hả? Sáng nay anh còn anh đặt chuông đúng không? Nhìn mẹ nó kêu làm tao dậy. Nhưng mà sao đéo dậy được. Xong cuối cùng là 11:30 mà tỉnh dậy nhớ ra là quên chưa gửi gì. Em hôm đấy em hỏi anh, lúc đấy em hỏi anh đặt chuông à? Ừ. Thế anh có gửi vị trí không? Mà không. Quả thiệt. Ừ anh lắc đầu anh bảo không gửi mà. Mày, anh không biết luôn. Mày để máy cạnh tao xong cho nó kêu lên. Có người gọi. Thành ra cái đứa dậy là tao mà. Dậy 7 giờ. Xong 11:30 dậy. Nhớ ra là nên không gửi link map thì là dậy gửi luôn. Ai đây, cứ xem thằng Đào Minh thì thằng nào lóc giờ. Cái gì? Thằng Đào Minh này này. Ai biết. Cái ông chú nào ấy lóc giờ. Cứ vào xem hồ sơ ấy khác. Khó chịu. Hỏi chú có tiền không? Có à? Đại gia. Bên làm nữa rồi. Nguyên bò và bò lây bò toại này mệt lắm rồi. Tôi ta vẫn đang thắc mắc điểm ngờ là gì? Điểm nhạy cảm trong lộ. Chính xác. Đang đọc mấy cái chính TikTok. BFF là gì vậy? Bắn Free Fire. Cái gì? BFF là gì? Best Friend Forever. Bắn Free Fire. À, bắn Free Fire. Cho tụi này bắn Free Fire. Tụi này chơi BFF. Tụi này chơi BFF. Chịu rồi. Tự hào tôi là con của chúa Eusu. Amen. Rồi. Tự hào tôi là con của chúa Eusu. Amen. Amen. Tự hào tôi là người công nhân X-Men. Ủa? Cái video anh sao không cắt à? Sao nó đầy dài 19 mười mấy tiếng. Dài hơn 2 tiếng. Mọi người một đường thẳng thôi, thằng này đời đúng một đường thẳng thôi. Có gì phải sợ hết ạ. Em chả hiểu cái thằng Hà Coi này làm phi công cái nổi đùng đùng luôn mà. Phi công. Nó trẻ quá mà nó được đi lái máy bay rồi ấy. Thì cũng được lái máy bay nè. Là... nhưng mà thằng này giỏi nhờ. Nó mới... học máy bay không phải dễ đâu. Ừ, ý là thích lái máy bay bà già chịu rồi dễ biết được rồi không có gì khó. Ý là nó mới có 20 mấy tuổi mà nó được làm cơ phó rồi ấy. Hay rồi
trong khi người ta lái mấy năm trời mà không được, học lâu sẽ lái mấy năm trời mà không được. À nhầm, kiểu nó đi quan học hệ. Mấy năm trời mà không được đi làm máy bay, không cầm vô lăng được mà. Được rồi, nguy hiểm lắm chứ. Nhưng mà thằng này sai thật. Lái cái đấy nguy hiểm lắm chứ trời. Ờ, phi công không được ấy đâu, không được mang dù đâu. Hả? Phi công không được mang dù. Dù gì? Dù anh biết tất cả đã mãi xa vời. Ở trên máy bay kiểu không có dù nhá, ảo cực. Chỉ có phao thôi. Phao cứu sinh. Tất nhiên rồi, chỉ để thả ở biển thôi. Nhưng mà ý là sao người ta không cho dù kiểu. Nhưng mà ở đất liền ấy thì người ta còn nhảy dù được ấy. Đất liền nó đáp thẳng xuống luôn đi. Nhưng máy bay nó không thể đậu được, nó bị gãy cái chân ấy. Anh ơi, dùng dù khó bảo mẹ anh ý. Chắc gì người ta đã cho dùng dù. Khó lắm chứ đùa. Phải có một lý do là đấy, nó mới cho dùng dù chứ. Anh thấy nhiều người mở dù ra còn chẳng mở được, rơi xuống đất thì chết tươi luôn. Thì nó sẽ có một cái cách gì đấy, kiểu huấn luyện hay như nào hoặc là gì má. Hướng dẫn gì má. Huấn luyện gì người hướng dẫn. Nói chung là dùng dù khó nên người ta không cho dùng dù trên máy bay là đúng rồi. Người ta dùng chẳng đấy thôi. Kể cả lên máy bay lúc nào nó cũng sẽ hướng dẫn kiểu mở áo phao thứ hết. Thế nên là dù thì tội gì nó không hướng dẫn. Dù nó chỉ có hai nút giật, một nút giật là dù chính và một nút giật là thả là đeo dù vào còn phải cài quai các kiểu, nó khó. Cái đấy thì lúc máy bay thì chuẩn... anh đi mà bảo nó đi mà kiến nghị với hãng hàng không ấy. Em không biết, nó cứ cay vì cái việc tại sao máy bay không cho dùng dù. Sau em bảo là vì nó khó mặc thì nó cứ bảo là hướng dẫn đi các kiểu đi. Thì chưa, đã bảo có dễ đâu, dễ gì. Đi huấn luyện trước khi, nó bảo là huấn luyện mặc dù trước khi đi máy bay. Thì đi làm mẹ gì. Đây, đã bảo rồi. Nhớ tìm thấy chỗ nào để đáp. Này, cái gì? Đất liền đâu? Vươn ra biển lớn. Đấy, Photoshop được như này luôn hả? Trông méo thấy đất liền ở đây rồi. À. Như anh học được nhiều Photoshop không? Mình đây anh có thể Photoshop cho em được không? Đợi em đi phép về. Để đi phê về có ảnh anh Photoshop cho em. Thì chúng nó Photoshop đẹp phải. Tao qua này xấu ấy. Đơn giản đi, nó không đẹp. Ok nha mọi người ơi. Kinh, nó xóa được cả cái tất mặc luôn mà. Nè, hiểu không? Nó mặc cái tất đen này mà ấy. Nó xóa cái con này. Đủ, nhít lại cả. Không chỉ làm khó hay Photoshop. Thứ ta cần bây giờ là ta cần đi được đến một nơi, đó chính là quê hương nơi tôi sinh ra. Da 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 da. Không biết đi đâu luôn. Giờ trời mà tối là cũng mà có anh em. Giờ trời tối là anh em mình thấy đường đi rồi. Dòng chơi quên lối về là đây. Vãi, học lái máy bay mà 7 tỷ á. Sao nó đắt thế? Đương nhiên rồi, nó sống bằng người ấy chạy. Đi trời ơi, học lái máy bay mà hết mấy tỷ à. Không có gì là lạ. Tớ mấy triệu. Mở má mấy triệu. Biết máy bay bao tiền không chạy? Vãi, phải có tài chính mới đi lái phi công được ạ.
người 2K1, cái thằng mà nổi phi công trên TikTok ấy, nó 2001, nó chi 7 tỷ để đi học để làm cho phó khoa trưởng. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tò mò xong nhau rồi. Mọi người có thể tham khảo anh đi học. Còn mình tiền gì cho em để em đi vay.